Xin chào các bạn. Nhiều người nghĩ rằng nạn săn phù thủy không thể xuất hiện trong thời hiện đại. Nhưng thực tế, ở một số vùng của Ấn Độ, phụ nữ vẫn là con mồi của hủ tục này. Một số bang của Ấn Độ đã ban hành luật để ngăn chặn nạn săn phù thủy, nhưng chưa mang lại hiệu quả tích cực. Nguồn gốc của nạn săn phù thủy ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, quan niệm săn phù thủy đã có từ lâu đời, và hiện nay hủ tục này vẫn tồn tại do tàn dư của tư tưởng gia trưởng trong xã hội hạ thấp vai trò của phụ nữ. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, hơn 2.500 nạn nhân đã bị tra tấn và giết chết trong các cuộc săn phù thủy ở Ấn Độ từ năm 2000 đến nay. Đáng chú ý, như ở Odisha, 70 trường hợp tử vong liên quan đến nghề phù thủy được báo cáo hàng năm kể từ năm 2008. Một số địa phương khác như Bihar, Sahang, Madhya Pradesh, Tây Bengal, Uttar Pradesh, Rajasthan, Orissa, Maharashtra là những nơi có nhiều cái chết liên quan đến phù thủy hơn. Phù thủy được mô tả là những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên, gây nên nỗi sợ hãi và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Họ buộc phải chịu trách nhiệm là nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng xấu, điều rủi ro trong cộng đồng, thậm chí là tự nhiên, xã hội. Phụ nữ chiếm 90% trường hợp được coi là phù thủy và thực hiện ma thuật đen, so với 10% là nam giới. Các chuyên gia cho rằng, thực chất phù thủy chỉ là một cách diễn đạt xã hội để đe dọa phụ nữ, một hình thức bạo lực giới. Thực tế cho thấy, phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 60 dễ bị buộc tội là phù thủy, nhất là những người góa bụa, mẹ đơn thân, mồ côi, những người bị tổn hại về tinh thần, phụ nữ sống một mình và có tài sản. Ba giai đoạn của nạn săn phù thủy diễn ra như sau. Thứ nhất, tố cáo, có nghĩa là buộc tội phụ nữ về bất kỳ tổn hại nào xảy ra cho cá nhân hoặc cộng đồng, như cái chết của bất kỳ con người này, hoặc động vật nào, mất mùa, thảm họa, trong làng hoặc thiên tai. Thứ hai là tuyên bố, cáo buộc người phụ nữ là phù thủy, sở hữu sức mạnh xấu xa và tẩy chay ra khỏi xã hội. Thứ ba là ngược đãi, tra tấn tinh thần và thể chất đối với phụ nữ bị cáo buộc là phù thủy. Các kiểu tấn công phù thủy. Tấn công bất ngờ. Kiểu tấn công không có bất kỳ tranh chấp nào trước với nạn nhân và nạn nhân không biết nguyên nhân trước các cuộc tấn công của kẻ phạm tội. Những kiểu săn phù thủy này rất nguy hiểm. Tấn công có tính toán. Kiểu tấn công được lên kế hoạch từ trước nhằm mục đích lấy tài sản, thỏa mãn tình dục, quấy rối hoặc để trả thù. Hình thức trừng phạt cực đoan dành cho phù thủy là cái chết. Chết bằng cách ném đá, ném vào lửa hoặc ném từ trên cao xuống. Cưỡng hiếp và làm dục tình dục cũng được thực hiện trong quá trình thực hành về hành vi phạm tội. Một người bị cáo buộc là phù thủy thường bị đuổi ra khỏi cộng đồng, bắt khỏa thân đi trong làng, bắt ăn phân người hoặc máu động vật để thanh lọc hoặc chịu các loại hình tra tấn dã man khác. Có nhiều trường hợp cho thấy, ngoài nạn nhân, thành viên gia đình của họ cũng bị nhắm đến. Mù chữ, bất bình đẳng, nghèo đói, tranh chấp đất đai tài sản, cơ sở chăm sóc sức khỏe yếu kém đều liên quan đến nạn săn phù thủy. Một đạo luật trừng phạt nạn săn phù thủy đã được thông qua vào giữa những năm 1800, nhưng nhiều người ở Ấn Độ đã chống lại điều này vì cho rằng luật pháp đang ngăn cản họ trừng phạt những người làm sai. Một số bang của Ấn Độ đã ban hành luật để ngăn chặn tội ác liên quan đến phù thủy và nạn săn phù thủy. Ví dụ, Jharkhand có đạo luật ngăn chặn nạn săn phù thủy. Bang Chhattisgarh có luật phòng chống tội ác nhằm vào phù thủy. Các bang khác như Maharashtra, Assam và Odisha cũng có luật tương tự để giải quyết các trường hợp tấn công phù thủy. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cách tiếp cận hiện tại rất hạn chế. Luật pháp không bao quát toàn bộ các hành vi tội ác liên quan đến nạn săn phù thủy. Do vậy, phải tiếp cận vấn đề dưới góc độ đa tầng và tích hợp. Cần nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, xây dựng hệ thống pháp lý đủ mạnh. Các nạn nhân phải được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share, subscribe kênh Góc Tám Văn Hóa.
video mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.